Theo tiết lộ từ truyền thông, thủ môn Nguyên Mạnh đã quyết định đầu quân cho câu lạc bộ Nam Định. Được biết, hợp đồng của thủ thành này với câu lạc bộ Viettel đã hết hạn vào ngày 10 tháng 11 vừa qua. Ngoài Nguyên Mạnh, một cầu thủ khác của Viettel FC cũng gia nhập đội bóng Thành Nam là Hồ Khắc Ngọc. Hợp đồng giữa bộ đôi cầu thủ này với Nam Định hiện vẫn được giữ kín. Với tài năng và kinh nghiệm dày dạn, Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc sẽ là những sự tăng cường đầy chất lượng cho đội bóng của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt ở mùa giải tới. Tại sân Thiên Trường, cả hai sẽ tái ngộ người đồng đội cũ tại Sông Lam Nghệ An, hậu vệ Nguyễn Mạnh Hùng. Ngoài hai cái tên kể trên, câu lạc bộ Viettel được cho biết sẽ không tiếp tục ký hợp đồng với tiền đạo Petro Paulo.